Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thiết kế thi công nhà đẹp. Tôi là Hà My và ngày hôm nay thì Hà My xin chia sẻ đến các bạn một mẫu công trình mà được kiến trúc sư nhà đẹp của chúng tôi vô cùng tâm huyết cũng như là được rất nhiều gia chủ lựa chọn để xây dựng cho gia đình nhà mình. Ở trên màn hình của chúng tôi đây là đó chính là mẫu nhà thờ họ làm bằng chất liệu bê tông giả gỗ với diện tích là 6x6m. Công trình này được chúng tôi thiết kế cho gia đình có địa chỉ tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Và bởi vì sao công trình này lại được ưa thích như thế? Các bạn hãy cùng tôi đi vào tìm hiểu chi tiết nhé. Các bạn có thể thấy là trên màn hình của chúng tôi, đây là mặt bằng bố trí công năng chi tiết của mẫu nhà thờ họ này. Đi từ ngoài cửa vào, chúng ta sẽ bắt gặp đây là bậc ngũ cấp. Bởi vì sao thiết kế bậc ngũ cấp này thì chúng tôi đã tính toán dựa trên quy luật là sinh lão bệnh tử. Ở bậc ngũ cấp này là bậc thứ 5 sẽ rơi vào cung sinh, nhằm đem lại sự may mắn và tài lộc cho gia chủ. Với diện tích nhỏ gọn thì mẫu nhà thờ họ này chúng tôi đã bố trí ở đây là 4 cột này. 4 cột được làm bằng chất liệu bê tông giả gỗ, chia mẫu nhà thờ này thành 3 gian. Đó là một gian chính, một gian thờ chính và hai gian thờ phụ. Dựa trên kinh nghiệm cũng như là hiểu biết về các yếu tố tâm linh, kiến trúc sư nhà đẹp của chúng tôi đã đặc biệt bố trí ban thờ thành một gian chính và hai gian phụ. Dựa vào thước lộ ban, chúng tôi phân ra là gian chính sẽ rơi vào cung tể tướng đại tài, nhằm đem lại cái sự vinh quang hiển hách cho con cháu đời sau. Hai bên gian thờ phụ rơi vào cung quý nhân phát đạt, giúp cho con cháu sau này gặp nhiều may mắn cũng như là sự phát triển về tài lộc kinh tế. Điều đặc biệt hơn của công trình nhà thờ họ này đó là bố trí hậu cung ở phía đằng sau của nhà thờ, nhằm giúp tăng cái không gian và bố trí cái gian thờ ở vị trí nơi trang trọng và thoáng đãng hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của Hà My về mặt bằng của mẫu nhà thờ họ này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu các phối cảnh 3D chi tiết. Trên màn hình của chúng tôi là mặt phối cảnh 3D chính diện của công trình này. Điểm nhấn của công trình này là hai cột đồng trụ hai bên được làm bằng bê tông và được chạm khắc tinh tế. Mỗi cột đồng trụ sẽ ghi lại câu đối được gia chủ rất là tâm đắc, nhằm mang lại sự hưng thịnh cho con cháu sau này. Tiếp đến đây là hệ bậc ngũ cấp, có thể được làm bằng đá xanh thanh hóa nguyên khối hoặc là bằng ngói đỏ hạ long, tùy vào điều kiện kinh tế của gia chủ để quyết định vật liệu. Tiếp đến là hệ thống cột chống đỡ của công trình được làm bằng bê tông và sơn giả gỗ. Đi vào sâu bên trong chúng ta có thể thấy này, bắt gặp đây là hệ cửa chính của công trình được làm bằng gỗ lim lam phi hoặc là gỗ mít. Cái này cũng tùy vào sự đầu tư của gia chủ để quyết định vật liệu. Ở phía trên chúng ta dùng hệ ngói đỏ, hệ ngói mũi hài đỏ, nhằm giữ lại những nét truyền thống xưa của công trình. Bên trên nữa là hai con kìm cùng với cuốn chiếu thư. Cuốn chiếu thư này có thể ghi tên chi tộc, dòng họ. Ở phối cảnh này chúng ta có thể quan sát thấy tổng thể toàn bộ công trình với view nhìn từ trên xuống. Các bạn có thể thấy này, ngoài khuôn viên nhà thờ thì còn có sân cổng và hàng rào như là cây cối này. Ở phía trước chúng tôi có bố trí thêm chòi nghỉ để cho con cháu nghỉ ngơi dừng chân khi mà vào dâng lễ cho tổ tiên. Ở phía bên phải của công trình chúng tôi có bố trí thêm hòn non bộ nhằm tạo lên sự cân đối cho toàn bộ công trình. Ở góc nhìn này chúng ta có thể quan sát thêm là bên hông nhà thờ, hai bên hông đặc biệt chúng tôi bố trí thêm các cái phào chỉ để tạo điểm nhấn cho công trình, cũng như là bố trí thêm các cái ô thoáng để nhằm lấy sáng, lấy thoáng cho công trình bên trong. Vừa rồi là những chia sẻ của Hà My về mẫu nhà thờ họ diện tích 6x6 được thiết kế cho gia chủ tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Nếu các bạn cũng yêu thích phong cách thiết kế của các kiến trúc sư nhà đẹp và cũng loay hoay tìm cho mình những mẫu thiết kế phù hợp với khuôn đất và mức kinh phí đầu tư của gia đình thì đừng ngần ngại, nhấc máy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0844 860 999 để nhận được sự tư vấn nhiệt tình. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của nhà đẹp để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ về mẫu nhà nào nhé.